À vâng, xin giới thiệu với tất cả mọi người. Hôm nay em lại về một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Xe 7 chỗ mà tầm tiền lại chỉ hơn 200 triệu một chút. Nay em về chiếc Kia Carlen sản xuất 2011. Một chủ từ mới chạy 10 vạn xịn. Xe bản 2.0 số tự động mà bây giờ tiền nó chỉ hơn 200 triệu thì quả là rất là hợp lý rồi. Chưa giờ xe nó lại hợp lý như thế này. Đây, biển 29A10260, nó vẫn là một chủ tự động. Cụm đèn pha rất là đẹp, đèn bi. Xe 2.0 nên là nó đã trang bị rất nhiều option rồi. Về điện, cửa nắp, vành đúc. Tổng thể xe rất là đẹp, anh chị có thể nhìn thấy nước sơn cũng rất là đẹp. Xe thì ghế nghỉ nguyên bản nó còn đẹp như thế này, chị có nhìn thấy ghế nghỉ nguyên bản này nha, chứ không phải là ghế đã bọc da mà tháo ra đâu. Ghế bọc da tháo ra rồi nó phải có lỗ. Nội thất cực kỳ mới luôn. Cửa nóc nội thất cực kỳ mới. Xe em cũng mới cho đi dọn về. Keo chỉ thì zin. Không có người ngồi nhiều, ghế sau. Hàng ghế thứ ba gần như là không có người ngồi, rất là mới. Kéo chỉ tìm máy móc thì em sẽ quay tiếp theo. Con xe này quý khách mua chạy gia đình hoặc là có thể chạy dịch vụ được, vì nó là xe 7 chỗ và số tự động rất là nhàn thôi. Xe có ghế điện, xe chạy 10 vạn. Không tua, cam kết không tua km. Chân ga, chân côn rất là mới. Thật rất là giữ gì. Máy móc keo chỉ này. Mấy móc keo chỉ đi luôn. Trước khi kết thúc video thì em Việt xin phổ biệt qua một chút. Này em Việt quay nhanh và em Việt xin chào bán chiếc xe Kia Carlen sản xuất 2011, số tự động, một chủ từ mới bản 2.0 với tầm tiền chỉ loanh quanh khoảng 270 triệu. Quý anh chị có thể tìm được một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, số tự động rất là hợp lý. Đăng kiểm thì còn đến tận tháng 5 mới hết cơ. Mọi chi tiết xin liên hệ với em Việt qua số điện thoại 0969 46 1221. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.